Thưa sư, cúng hoa quả đèn nước có phước không? Vì bây giờ Phật và các vị A-la-hán đã nhập Niết Bàn rồi, và còn con nhận hình như nam truyền nhang hả? À, rồi còn nhang hình như nam truyền không có đốt phải không sư? Xin sư giảng rõ về hoa quả đèn nước. Trong Milindapanha, ngay cả khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế thì Ngài đều nhận các cái sự cúng dường với cái tâm thọ xả. Và ngay cả các vị A-la-hán, các vị thánh cũng vậy. Thì bây giờ khi mà các ngài nhập Niết Bàn rồi thì cũng thế thôi. À, có rất là nhiều những câu chuyện mà một người dân cúng đèn đến bảo tháp, hoặc là dân cúng hương đến bảo tháp, hoặc là dân cúng cái lọng đến bảo tháp, rồi từ đó được rất là nhiều những phước báo. Cho nên chúng ta nên hiểu là cái chuyện, bản thân cái chuyện chúng ta cung kính, chúng ta cung kính, chúng ta cúng dường hướng đến Đức Thế Tôn và các vị thánh, bản thân việc đó có phước. Và cái chuyện mà hương thì như thế này. Hồi xưa ở Ấn Độ thì hương nó chia ra làm nhiều loại. Một là cái dạng hương bột, tức là mình rải rồi tự nó có mùi hương thôi. Hai là cái dạng mà hương, cái kiểu mà khối, tức là mình cúng một khúc gỗ hương đó để làm cái ghế, đại loại như vậy, để nó thơm. Hoặc là cái thứ ba là mình làm cái dạng mà hương đốt, là để khi mà đốt lên nó có mùi hương. Cho nên là bây giờ thì đa phần người ta phổ biến cái dạng hương đốt thôi. Cho nên quý vị thấy là nó nhiều, chứ còn hồi xưa là nó đa dạng hơn. Không biết vấn đề này để Đại Tường có bổ sung gì hay không, tại vì nhớ hình như là câu hỏi tương tự như vậy là đã có trả lời rồi hay sao? Thưa quý vị, đây cũng là một cái câu chuyện mà một cái tích chuyện rất cực kỳ theo sư nha, theo sư rất là quan trọng. Vì nếu mà tại vì nếu mà mình nghĩ cái chuyện mà cúng dường mà hoa quả đèn nước vân vân, những cái thứ khác nữa đó, mình nghĩ là ở sau khi Phật nhập Niết Bàn vị La Hán rồi thì phước báo nó không có không to lớn. Cái điều này nếu mà có ai nghĩ nha, xin nói là nếu ai nghĩ không có to lớn nha, rất là sai lầm. Bởi vì sao? Bởi vì xin thưa quý vị, ở trong bài kinh Ratana Sutta, có nghĩa là bài kinh châu báu đó, thì trong chú giải của bài kinh, thì ở trong chú giải pháp cú đó của bài kinh nói về cái nạn đói thành nạn, ba cái tai nạn ở thành Vesali, thì trong đó đó khi mà Đức Phật đó, ngài có kể lại tiền thân của ngài là Bà La Môn Sang Khá đó, thì lúc đó sư đại sư sư xin phép sư đọc chính, đọc ở trong chú giải chính cho quý vị rõ nha. Thì có nói là như vậy nè: ta đã nhổ sạch cỏ ở chân tháp của Đức Phật Xú Si Má, do quả phước ấy nên hiện tại dân chúng dọn sạch con đường dài 8 do tuần do Như Lai ngự qua. Do cúng dường hoa rừng ở tháp nên chúng dân rải đủ các loại hoa suốt đường dài 8 do tuần để cúng dường. Do rải nước cúng dường sân tháp nên 1 do tuần sông Hằng đầy hoa sen ngũ sắc. Do treo cờ lọng trên bảo tháp khắp cả vũ trụ, treo cờ lọng thấu đến trời sắc cứu cánh, hân hoan vui mừng nên quả phước này mưa đổ xuống thành Vesali. Để các tỳ kheo, sự cúng dường phát sanh do Như Lai không phải nhờ Phật lực hay oai lực của chư thiên phạm thiên mày, mà phát sanh do phước báo Như Lai đã tạo trong quá khứ. Quý vị biết, cho nên là mình phải hiểu rõ, nếu mà phước báo mình làm đúng đúng nghe phước người, cái tâm mình hợp trí nữa đó, thì phước báo đem lại rất là lớn. Chứ mình đừng có xem thường những khi mà nói là Đức Phật, ngài Phật ở đây nói chung luôn á, Phật đọc, toàn giác, Phật độc giác hay Phật thinh văn giác. Cái quý vị biết là ông vua Asoka dục đó, chính vì cái sự ủng hộ trì pháp và hậu trì của cái tập tam tạng, duy trì pháp bảo và nói chung duy trì tam bảo luôn thưa quý vị, và để lan tỏa chính pháp, thì ông Vua Asoka trong chú giải có nói là trong tương lai ông sẽ là một vị Phật.
Cho nên việc phải hiểu rõ cái phước báo rất to lớn. Còn riêng về cái phần mà nói là cúng nhang á, cúng nhang cúng trầm á, thì Đức Hành Tuệ giảng giải rất là rõ rồi, và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.